Đây bác đi mẹ. Hôm nay đóng cửa ông hổ. Cái chùa bên trong kia đẹp lắm, mình đi sang bên kia. Đi sang đi. Đi sang đi. Lấy 5 phút thôi nhá. Đừng có tụng kinh lâu. Mẹ đứng trước cái đấy này. Đây chỗ này, chỗ sau đấy, đứng lại. Rồi. Quay ra, quay lưng ra con chụp cho. Rồi. Sang bên này tí, sang bên này tí. Rồi. Đi vào trong lấy đi mẹ. Đẹp lắm, mẹ phải nhìn cửa người ta nha. Đi luôn dép vào mẹ. Ở đây ta cho đi giày vô. Đi bên phải, phải, phải. Cái nhang ấy. Cái nhang đây cái này. Hình như đây à. Đủ tìm mua à. Con bán đâu rồi. Hey, hello. Alo. Ai con bà ấy. Hello. Ờ, trên đây hơi hơi tay chỉ hả? Đôi đèn cầy. Đôi đốt cho. Đứng đứng giữa chụp thôi. Đứng lên đứng lên. Đứng xuống nữa. Xuống nữa, sát nữa. Sát xuống cái chuông ấy. Xong rồi này thì rồi đẹp. Con mẹ để đèn đi. Để đèn lên đây. Mẹ thấy những bức tượng đây đẹp không? Rồi để đấy đi. Rồi. Mẹ thấy bức đẹp không? Cửa. Mẹ đứng ngay đi con chụp cho mẹ bức hình với. Rồi đẹp quá. Nào nhìn con này. Đứng giữa đây. Đứng giữa cửa. Rồi nhìn con. Nhìn con. Mẹ đi sang đây con chụp cho mẹ. Nay mẹ đứng đây 2 ngày đấy. Ui đúng chứ đẹp đẹp, giữ cửa. Rồi đẹp, tuyệt vời. Đây. Nó mua gì Phật. Rồi đừng lấy, rồi. Ui đẹp lắm mẹ. Đẹp lắm. Đây đứng đây, đẹp. Đẹp ghê vậy đó. Xong bên trái đi. Rồi đứng đây. Rồi đẹp. Đẹp ghê. Đứng im nhá. Rồi. Đẹp quá. Rồi đứng đây. Rồi. Dạ. Đi mẹ. Đứng đây, đứng đây. Nhiều nhỉ, trang nhỉ. Ở kia Đài Loan giống như kiểu là chùa của họ gần giống với mình. Ừ.
qua bờ thì đang tập tự tin thả khai hết cả đường chùa, chứ còn nếu không đủ nó đẹp lắm ha. Đẹp đấy ha. Hôm nay là người ta khóa mất cái miệng ông Hồ với ông Long rồi. Dạ. Đến giờ khóa là. Đẹp lắm. Kiến ơi, Kiến đang ngồi dưới chơi đông moi, phải chụp cho bức hình nào. Hai đứa đang ngồi chơi chơi đông moi à? Đúng rồi. Ngồi ở trong, ngồi ở bên trong ấy. Ngồi bên trong này. Ngồi ở bên trong chơi đông moi cơ. Chéo vô. Ừ. Đây đây ngồi. Nhỏ. Mẹ đi vào trong kìa. Vào xem Phật. Kiến ơi, Kiến, cái chỗ đó mày chỗ ngồi dưới đất con ạ. Đấy là cái chỗ này để kinh xuống lại sàng hối ngay. Ngồi xuống, đứng được. Đẹp lắm bà. Đẹp lắm. Con sẽ gửi hình cho Kitty, Kitty sẽ gửi cho bà, bà cứ yên tâm. Con chụp cho bà đẹp đi, con giữ bà xuống. Bà cứ đi với mẹ con sẽ chụp cho bà đẹp. Bà đi cẩn thận nha. Bà nắm vào đây. Đâu, con, bà đưa con cầm cái túi cho. Nặng này, nha. Đó, bà đứng chỗ đó, bà đứng chỗ đó, con chụp cho bà, đứng im chỗ đó. Đó, đẹp rồi đó, ui giời, đẹp. Đẹp bà ơi. Đẹp ghê. Đi vào đi bên này con. Và đeo cái nải của bà vô cho nó dáng đi chùa nè. Có mẹ già là phải chăm. Bà từ từ thôi. Bà đi từ từ, nó đang đổ dốc. Để con giữ cho bà xuống. Đi mà bà cứ quẩn muốn đi đi. Tay cộng. Không. Tôi chỉ đi lại. Tôi đây. Tôi chờ ông Phật Di Lặc đi rồi chụp cho hai bà ông Phật Di Lặc. Mẹ ơi. Đẹp lắm mẹ Tú này, đi thôi. Hello, đây đi ok. Mẹ mình như Việt Kiều. Cái này đẹp thật đấy chị ạ. Mẹ con như Việt Kiều. Vẫn đi chưa đâu, con chừng cái đầu. Ờ, một Phật tặng cảnh cô ạ. Con chừng cái đầu ấy. Con biết rồi. Có nhiều người đứng mấy cái này lắm ạ. Đẹp không, mà thấy đẹp không? Đẹp.
bà cứ yên tâm mà đi với con là bà đẹp nhất làng. Gửi cho bà cùng quê đây, con gửi xem cho bạn, bà biết gửi cho bạn bà hình chưa? Bà có biết gửi cho bạn bà hình không? Cảm ơn. Bà có biết gửi cho bạn ở quê hình không? Ê, không phải gửi đem vô cho họa xem. Ui giời, người ta công nghệ gửi thẳng vào Zalo cho xem trước cho nó nóng. Đúng rồi. Bà đưa con up lên Zalo cho bà, để cho bạn bè bà nhòm trước này. Mình đã thấy tao cái ngồi bút này là biết là mình đã tới phòng Quang Sơn rồi. Phong Quang Trang. Nhắc quý vị, 6 giờ mình sẽ tập trung, mình sẽ chỉ cái điểm tập trung để cho quý vị tập trung tới đó, rồi mình dẫn quý vị lên dùng bữa. Về dùng bữa xong thì mình mới đi Long Hổ Pháp. Tại vì bữa nay quý vị hên lắm, đồng ý là sáng mình hơi trục trặc thì. Nhưng 7 giờ mà mình tới được cái Long Hổ Pháp á, là mình sẽ coi được cái gì không, hồi sáng mình có nói đó. Hoa đăng. Đúng, hoa đăng của Cao Hùng, thành phố Cao Hùng. Năm nay là tổ chức tại ngay cái chỗ Long Hổ Pháp. Chứ mọi năm là không có tổ chức ở Long Hổ Pháp mà phải tổ chức ở dòng sông Yêu. Quý vị có nghe dòng sông Yêu đúng không? Năm nay không tổ chức ở dòng sông Yêu mà là tổ chức ở Long Hổ Pháp. Thành thử ra cái hành trình của mình á, tuy rằng là nó có hơi chật tí, nhưng mà một lát mình sẽ bù lại. Đây quý vị thấy không? Xe quá trời chưa? Cái này là xe gắn máy. Trong này là gì chị? Hả? Trong này gì? Phật Quang Sơn. Đấy ấy. Không ý em ơi, tên tưởng trên bút kia. Cái kia là cái biểu tượng sẽ đến cho Phật Quang Sơn. Quý vị một chút xíu mình dẫn quý vị vô trong đó ha. Giờ mình sẽ hướng dẫn cho quý vị xong rồi quý vị tự do thoải mái nha. Đi mình đi tham quan từ từ. Cái này mình đừng có gọi tự nhiên nó đi sâu vô lắm. Quý vị mà gọi á là chỗ này đi 40 phút cũng không hết. Nhớ nha. Nhưng mà phải nhớ cái điểm tập trung 6 giờ là phải có mặt để mình ăn tối nha. 6 giờ nha quý vị, 6 giờ tập trung nha. Phía sau có nghe rõ không? Trả lời. Ở đây tự do chụp hình thoải mái nha. Còn cái gì? Đúng cái này rồi, bên là một bên là Bát Chánh Đạo, một bên là tư thanh đế. Lần trước đi là mặc áo mát, hôm nay đi mặc áo dạ, vẫn phải chụp hình lại. Đây đây pha ra thì phải đúng rồi. Ôi dồi, nó mênh mông bác về. Đúng là từ thanh đế bác thanh. Rồi, quý vị nhớ nhà 6 giờ mình tập trung nhau quý vị. Ôi, vĩ đại hả? Vĩ đại. Sức bà đi được 2 lần cho bà thật thẳng. Sao mà bà lại đi đâu ạ? Từ cụ bà cụ ngồi ngay xuống đây, bà ngủ ngồi ngay xuống đây dù đây bà ngồi này bà ngồi yên từ để con lùi xe bà nôn bà cụ. Vô trong mới đẹp, các bà đừng nôn. Mẹ ơi, cho con chơi ra ngoài chỗ kia chơi 10 phút. Lao lại, phải đi theo đoàn. Ai không biết, bà ngoại này, bạn con sai mà không biết, đi trên bà ngoại mà. Lại là, tính ra tí nữa ông mặc cái áo này vô, ông sẽ là thám tử lần danh của nhà. Tí nữa cho nó ăn chỗ ăn này đi à. Nhí lên vừa đi gì nhí lên xin cô bèo chưa là thám tử thường ăn cô nè. Con là thám tử.
đây không kỳ lạ, con hiểu không? Quên thật nha, ngoài đời đây là cảnh cái sân kia con ngủ kìa, ra chơi chị khổ à. Ừ, chọc khổ rồi, cả nhà mình đi nó, chơi đi. Nó chọc chó chạy. nhưng mà bây giờ mình thấy khổ mình nhà đó qua nó khổ. Cả nhà mình đi chơi. Có chứ, chụp em một tấm tập thể tam sán thôi. Mọi người vô đứng đây đi chụp một tấm tập thể sán thôi. Tôi đứng đây, tôi đứng đây. Tập trung nó đi ăn đây. Tập trung ở chỗ này nhá thì mới không làm được. Chị ơi, chị hướng dẫn viên ơi. Chị hướng dẫn viên tập trung ở đâu để ăn để biết. À rồi. Cả nhà mình đi quẩy lên. Hốt to lên nào. Cái gì? Mẹ cứ cho thoải mái đi. Con đứng với bạn không sao đâu. Con nữa con đi với bạn nha. Come on. Hai cụ già tới đâu rồi? Rồi đi rồi đây đây. Tiến ơi, Tiến đi với bạn Tiến. Một, hai, ba, bốn. Tiến đi đám người đám người. Phật bốn mặt chứ gì Phật năm mặt. Đây không? Đây. Thế hả? Sang liền mà. Mấy mặt liền tôi quay ở phía Lào có. Ê, cũng có bốn mặt, gì Phật năm mặt. Phật bốn mặt Thái Lan. Tiền này chỉ mua được. Cái gì hay không? Cái gì? Không, kính. Không phải cái đấy đâu mẹ ơi. Thế có hai mặt kia, bốn mặt cơ. Bốn mặt đây có hai mặt. Bốn xem mặt. Xem. Bốn mặt này của Thái Lan. À. Thái Lan. Ở đây không có. Ở đây không có đâu. Yên tâm. Mời hai bà đi vào lẹ lẹ, con còn chụp hình cho hai bà bức Đức Phật cho đẹp. Chụp đấy. Chụp kia kia Đức Phật bây giờ đẹp này. Đây to đây chúng tôi lên tất rồi. Tất rồi. Hình như đi vào đây. Hai cụ già. Hạn chế mua trong này nha. Để mình đi vào mình chụp hình đang nắng cho đẹp. Đẹp lắm cụ ạ. Mẹ kéo cụ từ từ thôi. Cụ đi chậm hơn mẹ kéo cụ từ từ thôi. Cảnh giới cao đấy. Đấy. Bãi cỏ 20 cây. Đấy là mình đi đây lại. Bác trẻ trên đã mình đến rồi. Bà đi nhanh lắm. Mẹ đi từ từ thôi, bà đi chậm. Mẹ đi từ từ thôi. Sức khỏe của bà đi sao nhanh cho bằng mình. Mẹ có phi như con gió thì sao bà đi đi coi. Đây lên đây. Đấy là tức là nếu mà đi tu tập học kỹ là tứ thánh đế và bát thánh đạo. Đấy là cốt tủy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và đây là ngài đấy này. A Di Đà Phật. 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 A Di Đ
Thôi đứng ở đây thôi gì ạ? Đấy. Không, đi vào trong chân chụp đẹp, đi vào trong đi. Ui, trong thì thường nó mênh mông lắm. Trong thì không có ý chuyện này, tôi đi cầu thang máy lên rồi mà. Thì bây giờ mẹ đi rồi nhưng cụ chưa đi, để cụ đi kiếm thôi. Bây giờ này. Mẹ cháu một túc kinh ấy, cả đoàn mình nghỉ lễ xong vẫn chưa ra. Và Kitty và Yên Tâm, tôi sẽ chụp hình cho mẹ mà rất là đẹp. Tôi đau lưng thì không muốn đi mồ. Không mà để chừng này, chân kia đẹp lắm rồi. Và bạn giữ chân đấy, tôi sẽ chụp được. Đằng sau cái tháp trước ngực của Phật đó, trước cái chân ngực của Phật, trước cái tay Phật đấy, chụp ở dưới chân đấy rất là đẹp luôn. Cháu vào đây rồi. Đó, bà Kitty và Yên Tâm nha. Ở đây không có cái xe đẩy rồi, à, đứng đây đẹp rồi, đứng chỗ cái mực tên này đẹp rồi, rồi đứng giữa cái mực tên này thôi con, rồi bà quay đây cho con chụp cho bà, rồi bà đứng quay nhìn con này, quay nhìn con, đau lưng mà bà vẫn đi. Chả mấy khi mình được sang đây. Đau chân bà đi, tôi đau lưng tôi đi. Bà đừng im cho đó. Bắt gì à? Hôm nay mẹ đi buổi này buồn mà má. Mình và mẹ mình lần trước đi cũng là mình tóc ngắn, cũng móc tóc đỏ luôn. Nhưng mà hôm lúc là mùa không lạnh, hôm nay đi mùa rét này mọi người. À, bà cụ kia rất là đau chân, đau lưng, bà cụ Tụng cũng đau lưng, đau chân. Nên là chúng ta phải nhìn cái clip này để biết rằng là phải cố gắng đưa các mẹ của chúng ta, các cha các mẹ đi chùa. Nhưng mà phải cố gắng đi những lúc ba mẹ còn khỏe nhé. Bần Tụng nhà mình là 64 tuổi. 66 rồi à? Sao con nghĩ mẹ nó siêu 58 thì phải là 58. Rồi đấy, mình học rốt, mình siêu 58, mình cứ từ 64. Mẹ thấy đi thời tiết mát sướng không? Lần trước mình đi đây là Tây Phương Cực Lạc, tôi còn được quay về lần này lần thứ 2 đấy. Các bạn cứ cho bố mẹ đi đi. Không cần cho tiền cho bạn đâu, chỉ cần cho đi thôi. Thích à? Đây là nếu như ở Âm Phủ là cảnh giới cao nhất. Và
May the lights bring ease and good luck for this new year. The bell tower is open during the New Year festival from January 24. Em như kiểu người giữ. Cụ ơi đi thôi cụ, mẹ con đây rồi. Rồi con dẫn cụ đi. Con bây giờ, con nhỉ, con đi chăm hai bà già. Đó, đẹp không? Mẹ tụng xong rồi, mẹ đi theo con và cụ nhá. Để chụp cho cụ chứ mẹ chụp rồi, bây giờ chụp cho cụ. Hai cụ già. Từ 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 từ, hai bà con mà đứng đây, đứng trước này con mới chụp được cái bức Đức Phật nghiêng nghiêng này. Ui sorry sorry, đây đứng trước này mới chụp được ngài. Rồi hai cụ đứng im nhá, đứng đứng thôi, đứng sang một mười miếng nữa, sang đây ba bước. Rồi đẹp, số top quá đấy, tuyệt vời. Phật pháp cao siêu rất thẳm sâu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe thấy chuyên chỉ được tỏ Như Lai nữ hiển. Lam mô Phật Hoa Hồ Phật Lam mô Phật Hoa Hồ Phật Bồ Tát. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phục. Thì ngài thấy vì biết bao chiếc kể cũng được của ngài 30 đủ 32 thân hình điện hoa đi tất cả và liềm danh ngài từ xưa đến nay không bao giờ quên phải tôn bảo mọi người kính trọng tôn thờ ở trong nội tâm đỉnh lên sâu lắng bảo gặp là người liềm danh ngài tất cả mọi người ở đây ta mất mười phương chư Phật nói như thế thế rồi là ngài vô nghĩ có cầu thang máy lên, có cầu thang máy đi lên trên Phật bà hỏi lên đâu không trèo được, sao trèo được om đi vì ừ. Ta mà ta lên cúng dường giúp quán tự tại cũng học như ý lợi ích trời người có năng mỉm cười mà không chịu nhận Phật giải tự tại để học cúng dường người bảo từ hàng cứ sát cúng tăng và vô thể ký được ngọc pháp đi lợi ích cho đời người thích cô ba bà già đau chân. Đầu chủ như vậy đã đủ tình với hai phần đại chúng ân cần đầu thành đầy. Đi vô trong, đi vô trong đi. Ê, đứng đây, chụp ông đẹp nhỉ. Bảo hiểm nha, bảo khẩu trang nha. Cái này không cần mấy đâu. Năm nay mình cũng trèo lên trên kia được ha. Mẹ ra đây. Mẹ ra đây. Mẹ ra. Đây, mẹ ra đây. Đây đứng đây. Rồi đứng im lại. Bỏ khẩu trang. Đi mẹ, hình như người ta không chuẩn bị. Mình còn 7 phút ha. 7 phút được đấy, đây ra đấy. Đi đây. Phan được hơi kịp. Kịp, mọi người đứng ngay cổng mà. Có buồn tè, có không dám đi tè luôn á. Đến đây cứ mình phát điện nghe phải đúng chính xác. Con chưa chụp được bước nào luôn ấy. Bây giờ ai là người biết chụp? Thế khổ. Con ra cái áo đi mẹ mặc đẹp này. Đẹp á? Đẹp lắm.
cực kỳ đẹp, cực kỳ đẹp. Mẹ vứt ngay cái áo nâu qua, cầm mà đi nhá. Về cho người ta, mình chẳng được đầy. Như tí là mẹ không mặc thôi nữa. Ừ, về lại đi cho. Khi mà mày bị gặp hạn gì nhá, mày cái mày cái thanh tâm mày liệu quan âm như vậy. Phật âm Bồ Tát đi. Từ vô lực kiếp ngày là oai âm vương như Như Lai. Như vậy. Thế phải rồi đi. Ôi mẹ, mày đứng đây, mày đứng đây, mày đứng đây, mày đứng đây, đứng đây, đứng đây. Đây, đây, đây. Đẹp lắm mẹ. Kéo như là khéo bốc này, khéo bốc. Sao đi, sao đi. Ô, tụi này, tụi đứng đây cho con chụp cho mẹ bước gần ngược lại đẹp dã man luôn. Nữa xuống đi nữa mẹ. Rồi, đứng yên chỗ đó, quay ra bên này. Rồi, tuyệt vời, 10 điểm. Tay phải đặt lên cái túi. Đặt lên trên quay này. Rồi. Mẹ ơi, lần này đi buổi tối đi, đẹp nhỉ? Đây là đi buổi tối đẹp nhỉ? Lần trước mình đi buổi trưa nắng nhỉ? Hôm nay là đúng hội Tết. Đúng hội Tết mà chuẩn bị xem hoa đăng nữa. Mẹ thấy cái mấy ông thầy đứng mặc vạch cái con nở không? Những ngày Rinpoche đó. Đấy là ngày đi Rinpoche ở bên Tây Tạng. Cái ngày Rinpoche ở bên Ấn Độ không? Đang ở Việt Nam mấy lần mình đi ấy. Đấy, bên rồi tinh này. Tức là ngài theo cái giáo pháp của ngài Rinpoche, mà ngài Rinpoche là con được thích do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau 300 năm hay 400 năm ngài cho tự dưng biến là một cậu bé đứng ở trên một cành sen, đứng ở trên một cành sen nó như là một cái ang sen này, là đấy là người gọi là thị hiện ngài Rinpoche. Đấy thì tức là cũng là giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhưng mà bây giờ các ngài nói là để lấy nhiều Phật tử là các ngài sai, là nói là theo con đường của ngài là khi chết không phải vào đường là sai, nhưng mẹ không bằng lòng như thế là không đúng. Nếu đã là đạo pháp bởi lúc sau này mình không dám nói là không mời cảnh chùa. Nào quý vị thấy cái này là cái, nó cũng là cái khu văn hóa, là coi như cái tất cả các di sản cổ vật nó để bên đây à, hàng năm ở đây là nó đều có tổ chức rất là nhiều việc. Quý vị coi một cái chữ cao nha. Cao có nghĩa là cao hùng á, mà nó làm đẹp lắm. Hồi Thế vận hội năm 2009 á, cái việc đua thuyền là ngay cái chỗ này luôn, ngay cái chỗ đầm sen Long Hồ Tháp luôn. Hội hoa đăng của thành phố Hùng là hôm nay là tập trung tại đây. Quý vị thấy hình con mèo, con thỏ bên kia không? À, ở Việt Nam gọi là năm con mèo, ở Đài Loan gọi là năm con thỏ. Nó có cái sự khác nhau ở chỗ đó. Đó, mình đang đi khu vực của đầm sen. Đầm sen còn có cái tên gọi nó là đầm Liên Trì, cũng là cái chỗ mà tháp Long Hổ. Quý vị có thấy cái bất cực quyền thiên thực tế không? Không cao 27 mét nữa đó. Đúc bằng xi măng không nha, chứ không phải là đúc bằng những thứ khác. Tự vì cái ông bất cực quyền thiên thực tế đó, ổng linh thiêng lắm. Ở Đài Loan vẫn còn tin cái lên đồng.
thì cái lúc cái người lên đồng nó lên nó bảo là tôi phải trụ ở chỗ này, tôi là bắt cực quyền thiên thượng đế gì đó, phải xây cái kích thước là bao nhiêu. Nhưng mà cái người lên đồng khi nói xong á, dân người ta còn phải xin keo trở lại, xin đúng ba keo là họ phải góp công góp sức mà xây dựng lên liền. Đẹp không kìa? Mày không thấy mình bà Tuấn ơi. Mẹ Tuấn đâu nhỉ? Đất quá thầy. Cái đất có 350 đất quá. 175. Nó vẫn trăm này được. Đúng rồi, cái rẻ mà. Thầy, thầy bà Tú như con đâu không? Thầy bà Tú như con đâu không? Bà lượn lờ đâu nhanh thấy mới được. Mà ngoài không hiểu mà ra đâu. Tôi xem mẹ bà có đi vào trong hành lễ chùa không à? Để tìm bà không, bà lạc bây giờ. Đang tìm bà ngoại cơ mà.
đi vào. 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 Có ai thấy mẹ cháu đâu không? Chị ơi, có thấy mẹ em đâu không? Không. Bà ở đâu nhỉ? Còn anh đang bảo là anh có thấy bà ngoại đâu không? Không bảo không hề đâu con. Con đứng trước ông hổ đi, con chụp cho ông Tống. Bà ngoại đi đâu nhỉ? Con đứng đây đi. Đứng đây này, rồi. Con đứng bên này, con đứng bên này chơi để chụp ông rồng. Đứng bên đây đây nè. Rồi, đẹp rồi. Kìa đứng đây, kìa đứng đây. Rồi, đẹp, đứng im chỗ đây. Để chơi đẹp này, đây để chơi được này. Bà này bà đi đâu luôn? Thì đứng yên đây chụp cho. Bỏ khẩu trang ra con. Con đứng cạnh thằng Hải đi, con đứng lên đứng cạnh thằng Hải. Thầy đứng anh kiến đi. Anh Phúc đứng à? Anh Phúc đứng anh thầy. Anh Phúc đứng anh. Rồi đẹp nào, đẹp nào. Kiến nhìn mẹ, kiến nhìn mẹ. Kiến nhìn mẹ, kiến nhìn mẹ. Rồi. Gì ta? Bà đi đâu trời? Kiên đứng ngay chơi chụp hình. Đứng ngay nha. Đi cho anh chụp bức hình. Kiến ơi, quay nhìn mẹ bỏ khẩu trang xuống.
Con đi theo mẹ nào. Đừng ngay chơi chụp, đừng ngay. Quay người, bỏ khẩu trang ra. Đi không? Đẹp quá. Mà ngoại đấy nhở? Không biết thôi. Đi mẹ. Bỏ đi. Sang họ chùa cái không thì đi ra luôn. Sang cái đền kia đi. Đền kia đẹp lắm. Đi xuống. Mẹ chờ đôi này thôi, xong rồi nha. Chờ tí nha. Chờ chụp xong rồi được. À, sorry. À, làm thích photo.